Thưa quý vị, tuyến đường DT759B đoạn ngã ba liên ngành huyện Lộc Ninh đến trung tâm hành chính huyện Bù Đốp có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Tuy nhiên, do lưu lượng xe nhiều, đường xây dựng lâu năm nên nay đã hư hỏng. Đường xấu không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến giao thương hàng hóa mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Mong muốn sớm sửa chữa, nâng cấp là kiến nghị của người dân sống dọc tuyến đường này. Nguy hiểm ở trên tuyến đường này thì nhiều lắm, tai nạn ngày nào cũng có. Vì mấy cái hố này nó gây ra tai nạn rất nhiều, chết người cũng có, ngay chỗ tôi đứng đây chết người, người ta mới để cái cây này. Đường này nên cần phải nâng cấp, cải tạo lại vì đã xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, khiến người tham gia giao thông là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đường nó hư nhiều thì bây giờ đề nghị nhà nước làm lại cái đường này cho đi cho khỏi có xảy ra tai nạn nữa. Đây là hình ảnh cơ quan chức năng của huyện Bù Đốp dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người xảy ra vào hồi tháng 4 vừa qua. Ngoài nguyên nhân chủ quan do các bên liên quan tham gia giao thông thời điểm đó, còn có một phần nguyên nhân do đường xuống cấp. Những ổ gà, hố sâu nối tiếp nhau trên mặt đường khiến người tham gia giao thông tập trung tránh né, nên khi gặp tình huống bất ngờ, không xử lý kịp gây ra tai nạn. Trong thời gian qua là trên địa bàn huyện Bù Đốp là xảy ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân là chủ yếu là đường xá hiện nay đang rất là xuống cấp, đã dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Có người mất nhà, mất cửa, mất người thân. Đường nó hư, rồi ùn hố nhiều. Có những lúc trời mưa, có nước người ta lại không thấy ổ voi, người ta sụp, người ta tự té. Rồi có những lúc thì qua hai bên va chạm thì phải nhờ đến công an, cũng có xảy ra chết người. Mấy tháng nay, ông Lập phải ở nhà để chữa trị vết thương ở chân và phục hồi sức khỏe. Trước đó, trên đường chở thịt heo đi bán tại chợ Tân Thành, do tránh ổ gà, nên ông đã bị một người điều khiển xe máy đi ngược chiều, tông trực diện, khiến bị gãy chân. Giờ coi như nó cũng hơi ổn thôi, nhưng mà nói về việc làm thì không có làm được. Và cuộc sống hàng ngày thì cũng đi mua bán. Rồi giờ cũng như mình mất một người để lao động nặng rồi đó. Những ổ gà, sống trâu, hố sâu là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông thời gian gần đây. Nhiều trường hợp đi không đúng phần đường của mình mà lấn sang hẳn phía bên, đi ngược chiều vì để tránh ổ gà, thế rồi gây tai nạn. Có vụ thì các bên tự hòa giải, cũng có nhiều trường hợp phải nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp. Các chỗ khác người ta để cây, để thùng xốp giữa đường, chẳng qua là tai nạn rất nhiều người ta mới để. Đấy, bây giờ chúng tôi là mong muốn làm sao con đường này nó đẹp để đỡ tai nạn đi, thế thôi. Ban ngày, những người dân sống gần đường luôn canh cánh nỗi lo tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đêm đến cũng không thể nào yên giấc vì lượng xe qua lại nhiều, đường sóc gây tiếng ồn lớn. Xe chạy ngang là nó dằn á, mình ban đêm là nó y như là xe nó đụng nhau vậy, nó một cái rầm vậy đó là ngủ không có được đâu. Vì đi lại quá khó khăn, người dân đã tự mua xi măng, cát, đá về để vá các lỗ thủng lớn trên mặt đường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể khắc phục được hiện trạng. Vá thì trộn bê tông đổ vô nắp mấy cái lỗ thủng đó đó. Nhưng mà cũng chưa có hết, rồi xe đi nhiều quá thì cũng nó vẫn nổ thủng nhiều. Thực trạng xuống cấp của tuyến đường DT759B cũng như những kiến nghị của người dân huyện Bù Đốp đã được phản ánh và ghi nhận. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết đơn vị đã tiến hành các bước khảo sát, thẩm định và xây dựng dự án sửa chữa định kỳ tuyến đường DT759B đoạn từ ngã ba liên ngành đến trung tâm huyện Bù Đốp từ tháng 6 năm 2021. Hiện nay, Sở đang chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành sửa chữa tuyến đường này.